Chào chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập chương số 3 nhé. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau làm thầy phần bài tập ở trong sách bài tập nào. Các em dở thầy sách bài tập trang 15 bài số 51. Đề bài ta như sau này. Đề bài yêu cầu là giải các hệ phương trình, đúng không? Ở đây các em hãy ôn lại này. Chúng ta có hai phương pháp, một là cộng đại số, hai là nhân liên hợp, đúng không? Thì trong phần này, một là cộng đại số, hai là phép thế. Trong phần này người ta hay sử dụng là cộng đại số. Ở đây các em quan sát này. Đây là 4 nhân 3 là 12, 1 nhân 2 là 2. Vậy lúc này các em xem gì đây? Chuyển tiêu y đi. Chúng ta biến đổi tương đương này. Các bạn sẽ nhân cái dòng trên này với 2. Bây giờ các bạn sẽ nhân cho thầy dòng trên với 2. 4 x 2 là 8x này, cộng với 2y sẽ bằng gì đấy? Âm 10. Ở dòng dưới các em giữ nguyên 3x trừ đi 2y bằng âm 12. Không phải là 2y và trừ 2y là đối nhau. Các bạn sẽ đem gì đấy? Cộng vào. Vậy tương đương này, ta là trả lại chương trình ban đầu. 4x cộng y bằng âm 5. Em lấy 8 cộng với 3, ta được là 14x bằng, bên này là âm 10 cộng với âm 12, em được là âm 22. Vậy chia cho 11, viết lên trên, em được x bằng gì? Âm 2. Thế vào phương trình, 4 nhân âm 2, em được là âm 8 cộng với y bằng âm 5. Vậy x sẽ bằng là âm 2, y sẽ bằng. Đây các em là âm 5. Các em cộng với 8 và chúng ta được là dương 3. Ta kết luận đó là vậy. Hệ phương trình có nghiệm 2 chấm x chấm phẩy y bằng âm 2 chấm phẩy 3. Các em hiểu ý A chưa? Ta chuyển sang ý B nào. Chúng ta chuyển sang ý B. Các em thấy rằng là với câu này các bạn phải rút gọn đi, đúng không? Tương đương này, âm x chuyển sang trái, các em được là x cộng x, chúng ta được là 2x. 3y trừ đi 4y, các em được là trừ đi y bằng bên này là dương 5 để nguyên. Chỗ này là 3x chuyển sang trái, các em được là trừ 3x. 2 trừ đi 3 còn âm 1, ta còn trừ x. Chỗ này là trừ 2y chuyển sang phải là dương 2y. Âm 1 cộng 2y các em được là cộng với y bằng bên này hệ số này. Âm 2 nhân với 1 thì các em được là âm 2. Vậy thì các bạn nhớ rằng là sẽ có những cái bài nào đó mà yêu cầu các em rút gọn trước khi cộng đại số. Ở đây chúng ta cộng ngay, tại vì trừ y với cộng y đối nhau. Đối nhau thì làm gì? Cộng vào. Em giữ lại một cái, 2x trừ y bằng 5. 2 cộng với âm 1, nghĩa là 2 trừ 1 thì bằng 1. Bên này là 5 cộng với âm 2, nghĩa là 5 trừ 2. 5 trừ 2 bằng gì? 3. Vậy tương đương với x thì bằng 3. Ta thay 3 lên trên, 2 x 3 là 6. 6 trừ y bằng 5.
Vậy các em sẽ tìm được x bằng 3. Âm y chuyển sang phải, 6 trừ 5 bằng 1. Vậy các em tìm được y bằng 1 nhé. Ta kết luận. Vậy hệ phương trình có nghiệm 2 chấm x chấm phẩy y bằng 3 chấm phẩy âm 1. Các em hiểu ý B chưa? Chúng ta chuyển sang ý C nào. Chúng ta chuyển tiếp rời sang ý C. Với bài này các em có thể sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ cũng được. Đây các em thấy có xuất hiện là x cộng y và gì đây, x trừ y. Thì cách thứ nhất đó là các em có thể đặt ẩn phụ, nhưng mà theo thầy không tội gì mà chúng ta phải đặt ẩn phụ khi mà chúng ta có thể nhân ra được, đúng không? Mặc dù chúng ta thấy là có xuất hiện biến giống nhau, nhưng mà các em cứ nhân ra và gì rút gọn, sau đó chúng ta cộng đại số ra x đi luôn sẽ nhanh hơn rất nhiều là thông qua biến gì ẩn phụ. Vậy chúng ta nhân ra là tương đương 3 kem nhân với x là 3x cộng với 3y cộng với 9 bằng này kem lấy 2 nhân x trừ y, chúng ta được là 2x trừ y. Ở dưới 2 nhân x cộng y, chúng ta được là 2x cộng với 2y bằng 3 nhân x trừ y, chúng ta được là 3x thì 3y 11 nhá. Lúc này các bạn sẽ chuyển hết tất cả x y sang trái, tương đương này 3x trừ đi 2x còn là 1x, 3x cộng 2 3y cộng 2y em được là cộng 5y. Dương 9 chuyển sang phải thành là âm 9. Ở dưới tương tự như vậy, 3x chuyển sang 2 trừ đi 3 là còn trừ x, 2y cộng với 5y với 3y là thành là dương 5y bằng âm 11 nhé. Nào suy nghĩ tiếp nào. Các bạn nhìn thấy rằng là x và trừ x là đối nhau. Thì đối nhau các bạn làm gì? Cộng vào. Vậy tương đương này, x cộng với 5y bằng âm 9 để nguyên này. X cộng với trừ x là x trừ x là hết. 5 cộng với 5 ra được là 10y. Âm 9 cộng với âm 11 nghĩa là âm, các bạn thấy 9 cộng 11 là 20, nghĩa là bằng âm gì? Âm 20. Chia hai vế cho 10, các em tìm được y bằng âm 2. Thế âm 2 lên trên, x 5 nhân với âm 2, các em được là âm 10 bằng âm 9. Từ đây mình sẽ tìm được x sẽ bằng âm 10 chuyển sang là 10, 10 trừ 9 là bằng 1. Y sẽ bằng gì? Âm 2 nhá. Em kết luận. Vậy hệ phương trình có nghiệm là 2 chấm x chấm phẩy y bằng 1 chấm phẩy âm 2 nhé. Chúng ta chuyển sang ý D nào.
Câu D của chúng ta này, các em nhìn thấy rất là nhiều đúng không, nhiều số đúng không? Các bạn sẽ gì? Nhân chia rút gọn, nhân ra, sau đó rút gọn, tương đương là các bạn sẽ nhân cả về trái và về phải ra. Ta có 2 nhân x là 2x, cộng với 2 nhân 3 là 6, bằng 3 nhân y là 3y, cộng với 3 cộng với 1. Ở phương trình thứ 2, em nhân ra, em được 3x trừ đi 3y cộng với 3 bằng, bên này chúng ta được là 2x trừ đi 4 cộng với 3, tương đương nào? Em chuyển 3y sang, ta có 2x trừ đi 3y bằng 3 cộng 1 là 4, 4 trừ đi 6, em được là âm 2. Chỗ này là 2x chuyển sang, 3 trừ đi 2 là 1, trừ đi 3y để nguyên. Thì số 3 với 3 rút gọn đi thì còn âm 4 thôi. Ok chưa? Ở đây các em thấy rằng là trừ 3y và trừ 3y là giống nhau. Và giống nhau thì các em làm gì nhỉ? Em phải trừ đi đúng không? Đấy. Tương đương, ta giữ lại một cái, 2x trừ đi 3y bằng âm 2, 2x trừ đi x em còn là 1x, trừ 3y trừ đi trừ thành cộng, trừ 3y cộng 3 thì bằng 0, mất y đi. Bên này là làm sai này, trừ 2 mà trừ đi trừ âm 4, nghĩa là trừ 2 cộng 4, trừ 2 cộng 4 thì bằng gì? 2, cẩn thận số liệu rồi nhá, trừ là hay sai em nhá. Vậy em sẽ tìm được x bằng 2 nhá, thì lên trên 2 nhân 2 là 4, 4 trừ đi 3y bằng âm 2. Vậy x sẽ bằng 2, 4 các em chuyển sang, đó là trừ 3y bằng gì? Âm 6. Vậy x sẽ bằng 2, y sẽ bằng gì? Âm 6 chia âm 3, em được là 2. Vậy câu D của chúng ta là x bằng 2 và y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng 2 nhá. Các bạn kết luận nào? Là vậy, hệ phương trình có nghĩa là 2 chấm x chấm phẩy y bằng 2.2. Các em hiểu chưa? Ta sang bài 52 nào. Chúng ta trở về sang bài số 52. Đấy, có căn đúng không? Em thấy rằng là chúng ta xử lý bằng cách là nhân chéo. Các bạn sẽ nhân dòng trên với gì đây? Căn 2. Đây nha, chúng ta viết cái mũi tên đây này. Nhân dòng trên với gì đây? Căn 2. Và nhân dòng dưới với gì đây? Căn 3. Căn 2 nhân căn 3 các em được là căn gì? Căn 6.
Em lấy 2 nhân 3 là 6 rồi, lấy căn là căn 6. Trừ này. 2 căn 2, âm 2 căn 2 mà nhân với căn 2 thì căn 2 nhân căn 2 là 2. 2 nhân với âm 2 là âm 4. Vậy chúng ta các em được là trừ đi 4 đi bằng gì đây? 7 căn 2. Căn 3 nhân căn 2 là căn 6x. 3, căn 3 nhân căn 3 là 3. 3 nhân với 3 là gì? 9. Này các em được là cộng với 9 đi bằng trừ 2 căn 6 mà nhân với căn 3. Căn 6 này nó chính là căn 2 nhân căn 3. Căn 3 nhân căn 3 là 3. 3 mà nhân với âm 2 này về kem được là âm 6 căn gì? Âm 6 căn 2. Chỗ này biết cho thầy nhé, là vì này trừ căn 6 nhân với căn 3 này sẽ bằng căn 6 mình tách thành là căn 2 nhân căn 3 nhân căn 3. Thì có phải là căn 3 nhân căn 3 là 3 không? 3 nhân với âm 2 là âm gì? Âm 6 căn 2 như này. Hiểu cái chỗ tính căn này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ giống nhau, em sẽ trừ đi. Chúng ta lại trả lại cái phương trình này ban đầu. Căn 3x trừ đi 2 căn 2y bằng 7 nhá. Trừ đi 4 này mà trừ đi 9. Rồi chúng ta được là trừ đi 13y bằng 7 căn 2 mà trừ đi trừ 6 căn 2. 7 trừ đi trừ 6 là 7 cộng 6. 7 cộng 6 là 13. Vậy các em thêm căn 2 vào. Chia 2 vế cho âm 13. 13 với 13 là hết âm chuyển sang. Ra được là y bằng trừ căn 2. Thế lên trên vào đây. Ra được căn 3x trừ này. 2 căn 2 nhân căn 2 là 2. Căn 2 nhân căn 2 là 2. 2 nhân 2 là 4. Bằng với gì? 7. Vậy 7 cộng với 4 ta có bị nhầm chỗ nào không nào? Tính này thầy sẽ bị nhầm ở đâu không? Căn 3x này ở đây là trừ nhá. Trừ thì chỗ này phải là thành là dương gì đây? Dương 4. Vậy là căn 3x bằng 7 trừ đi 4 là bằng 3. Y bằng trừ căn 2. Thì mặc dù cái bài này số liệu có căn, nhưng kiểu gì người ta thiết kế ra x y phải hơi đẹp. X sẽ bằng này 3 chia căn 3 nó được là căn 3. Y là bằng trừ căn 2. Đấy, kết quả này chấp nhận được đúng không? Em kết luận là vậy. Hệ phương trình có nghiệm 2 chấm x chấm phẩy y bằng căn 3 chấm phẩy trừ căn 2. Các em hiểu ý A chưa? Đây là những cái bài có căn và rất nhiều bạn sợ những bài có căn. Chúng ta phải học nhá. Chúng ta chuyển sang ý B nào.
Chúng ta chuyển tiếp vào thầy sang IB nào. Em đây nó phức tạp đúng không? Ở đây chúng ta sẽ phải nhân dòng trên, nhân chéo ra là giống nhau. Thì bây giờ chúng ta làm thầy ra nháp nào. Nháp nào. Em lấy 2 cộng căn 3, em nhân với căn 2 cộng 1, nhân cái này để cái này ra nháp. 2 nhân căn 2 là 2 căn 2 cộng với căn 2 này cộng với căn 6 cộng với căn 3. Ra chỗ này chúng ta không nên gì đây, không nên nháp, chúng ta cứ làm thẳng luôn. Bài này nó sẽ đi xuất hiện những cái hàng đó thường nhớ, còn cái biểu thức mà mình triệt tiêu mình không cần gì, không cần phải nhân ra đâu. Tương đương này, nhân chéo nhá, nhân dòng trên với gì, 2 cộng căn 3 này, em được căn 2 cộng 1 nhân với 2 cộng căn 3x. Em không nhân cái này ra, lý do là thì nữa mình trừ cho nhau là hết. Mình nhân cái này với 2 cộng căn 3 xuất hiện là tương đương nhớ thì nó là 4, nó sẽ là trừ đi, nó là 2 bình trừ đi gì đấy căn 3 bình nhân với y như này bằng với 2 nhân với 2 cộng căn 3. Hiểu cái dòng này thầy viết không? Mình sẽ nhân cái dòng số thứ nhất với 2 cộng gì đây, 2 cộng căn 3 để mình triệt tiêu x. Tương tự như vậy mình sẽ nhân cái dòng dưới này với căn 2 cộng 1 thì kem được là căn 2 cộng 1 nhân với 2 cộng căn 3 x cộng này. Cái này thành hàng thường nhớ, kem được là A bình trừ đi B bình nhân với y bằng 2 nhân với căn 2 cộng 1. Hiểu chỗ này chưa? Tương đương, ta ghi lại một lần nữa. Nào, chỗ này là 4 trừ đi 1, kem được là trừ gì nhỉ? Trừ đi y, nhân ra là 4 cộng với 2 căn 3. Đây là căn 2 cộng 1 nhân với 2 cộng với căn 3x trừ đi. Chỗ này thành là cộng gì đây? Cộng y bằng với 2 căn 2 cộng với 2. Tương đương này, lúc này em sẽ trừ đi cái phương trình này, ta lại lấy lại phương trình ban đầu, căn 2 cộng 1 nhân với x trừ đi 2 căn 3 nhân với y bằng 2. Ta trừ đi nhá, 2 này trừ nhau là mất luôn x này, trừ 2 trừ y trừ y rồi chúng ta được là trừ 2y. Cái này là 4 trừ 2 là 2 cộng với 2 căn 3 để nguyên trừ đi gì, 2 căn 2. Lúc này đối với y các bạn sẽ chia tất cả cho âm 2, các bạn sẽ chia cho âm 2, em đổi dấu à, trừ 2 căn 2 chia cho âm 2 em được căn 2 này trừ đi căn 3 trừ đi 1. Thế lên trên các bạn về nhà làm thầy nhá, chúng ta tìm được x sẽ bằng là căn 2 trừ đi căn 3 cộng với 1 nhá. Rồi, đây là một cái bài khó đúng không? Bài có căn này bài khó. Chúng ta chuyển tiếp thầy sang bài tiếp theo.
Chúng ta chuyển tiếp vào thầy sang bài số 53. Tìm A và B để hệ phương trình này có nghiệm là 3-2. Thì các em lúc này các bạn sẽ thay số thôi. Các bạn viết cho thầy như sau này. Vì hệ phương trình có nghiệm là 3.2 nên các bạn sẽ gì? Hay x bằng 3 và y bằng -2 vào phương trình. Thì các em biết rằng là nghiệm nghĩa là mình sẽ phải thỏa mãn cái phương trình đó. Các bạn sẽ được như sau. Số nào của x thay bằng gì? 3. Vậy các em được là 3a. Số nào có y thay bằng -2 sẽ được là -2b bằng 3. Ở dưới 2a nhân 3 các em được là 6a. -3b nhân với -2 các em được là 6 gì? 6b bằng 36. Các bạn đừng có vội vàng cộng lại số. Chúng ta nên chia cho gì đây? Cho 6 đi. 3-2b bằng 3. Chia 6 nào. Em được A cộng B. 36 chia 6 được gì? 6. Bây giờ mình thấy rằng là 2 bé hơn. Em triệt tiêu B đi. Nhân dòng dưới với gì? Với 2. 3A trừ đi 2B bằng 3 này. Em có 2A cộng với 2B bằng 12. Trừ 2B và 2B là đối nhau. Đối nhau thì các em gì? Cộng vào. Các bạn nên giữ thầy A cộng B bằng 6 đi. Đẹp hơn. Cộng vào này. 3 cộng 2A 5A. Bên này là 15. Vậy các em sẽ tìm được A sẽ bằng gì? A sẽ bằng 3. Thì lên trên chúng ta sẽ tìm được B bằng 3. Vậy A bằng 3 và B bằng 3 là đáp số nhé. Chúng ta chuyển tiếp thầy sang bài 54, bài toán lời văn nào.
Bài số 54 này, tìm một số có hai chữ số. Biết rằng hai lần chữ số hàng chục lớn hơn 5 lần chữ số hàng đơn vị là 1, và chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị thì được tương là 2 và dư cũng là 2. Hôm trước thầy cho các bạn làm bài này đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm nào. Đầu tiên các bạn sẽ đi gì đây? Gọi số cần tìm. Gọi số cần tìm là gì đây? AB. Các bạn viết thầy là AB gạch ngang. Trong đó là AB chúng ta tổng số tự nhiên. Và AB sẽ phải lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 9. Các em chú ý là tại sao cả A và cả B đều lớn hơn 0? Tại vì trong này là chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị, nghĩa là B của chúng ta là số chia, mà số chia thì không thể bằng 0 được. Vì thế là lớn hẳn hơn gì đây? Lớn hơn 0. Còn sẽ phải chắc chắn phải nhỏ bằng 9 rồi đúng không? Vậy chúng ta sẽ bắt ra được hai phương trình. Biết rằng này, hai lần chữ số hàng chục lớn hơn 5 lần chữ số hàng đơn vị là 1. Ta ghi luôn cho thầy là theo đề bài ta có hệ phương trình hai chấm này. Đây, hai lần chữ số hàng chục có nghĩa là hai gì đấy? 2A lớn hơn 5 lần chữ số hàng đơn vị, nghĩa là trừ đi gì đấy? Trừ đi 5B được là bằng 1. Chữ số hàng chục chia cho số hàng đơn vị thì được tương là 2 và dư là 2. Thì các em hình dung như này, số bị chia sẽ bằng là số chia nhân với thương cộng với dư. Em còn nhớ kiến thức đấy không? Viết sang bên này nhá. Số bị chia sẽ bằng là số chia nhân với gì? Thương. Và cộng với gì đây? Cộng với dư. Vậy hôm nay các em được là A sẽ bằng là 2B cộng với 2. A chính là gì? Chữ số hàng chục chính là số chia bằng 2B. 2 chính là thương. Còn B chính là gì? Số chia. Còn dư là 2. Em nên chuyển sang cho dễ. 2A trừ đi 5B bằng 1. A trừ đi 2B bằng 2. Lúc này em thấy rằng là 2A, đây là 2 và 1 thì bé hơn tích của gì 5. 5 và 2 là 10 rồi. Vậy các em sẽ triệt tiêu A. Tương đương này, em nhân dòng dưới này với gì? Với 2. 2A trừ đi 5B bằng 1. Em được là 2A trừ đi 4B bằng 4. Hôm nay các em trừ cho nhau, giữ một cái trên. 2A trừ 2A là hết. Trừ 5 trừ đi trừ 4 thì thành là cộng 4. Thì trừ 5 cộng 4 thì bằng trừ 1. Nghĩa là trừ gì nhỉ? Trừ B. Bên này là 1 trừ 4 được là âm 3. Vậy các em tìm được B bằng 3. Thế lên trên, em được 2A trừ đi 5. Thì 5 x 3 các em được là 15 bằng 1. Vậy A của chúng ta sẽ bằng 1 cộng với 15 là 16. 16 chia 2 là 8. B bằng 3. Ta ghi chữ gì? Thỏa mãn. Em kết luận là vậy, số cần tìm là 8 gì? Là 3. Vậy các em đã hiểu bài 54 chưa?
nào? Chúng ta cùng nhau cho sang thầy bài số 55 nhá. Một xe lửa phải vận chuyển một số hàng. Nếu xếp vào mỗi toa 15 tấn hàng thì vẫn còn thừa 3 tấn hàng. Thì các em hình dung như này. Ở đây là người ta xếp gì đây? Xếp thừa. Xếp thừa thì em sẽ trừ đi thì thành là xếp gì? Xếp đủ, đúng không? Nếu như các em gọi số tấn hàng của chúng ta là y thì các em lấy y trừ đi 3 thì sẽ bằng là 15 nhân với x. Trong đó x chính là số toa, đúng không? Nếu xếp mỗi toa thành 16 tấn thì còn chở thêm được 5 tấn nữa. Chở thêm được 5 tấn nữa thì mình cộng thêm 5 tấn để cho nó chở đủ, đúng không? Thì sẽ được là y cộng 5 sẽ bằng là 16x. Từ đó các bạn giải hệ phương trình này ra. Thì đấy là ý tưởng của chúng ta. Ta ghi cho thầy như sau. Gọi số toa của xe lửa là gì đây? X. Đơn vị là toa xe. Gọi số tấn hàng xe lửa phải chở là y. Đơn vị của y là gì? Tấn. Này các em sẽ phải có cho thầy điều kiện. Đây là x của chúng ta là lớn không, nhưng mà y này, y được chữ nó có thể chở thêm 5 tấn nữa. Vậy y của chúng ta sẽ phải lớn hơn gì? Lớn hơn 5. Nếu mà y của chúng ta mà là ít hơn 5 thì làm sao mà chở được 5 tấn, đúng không? Ta ghi nào. Chúng ta ghi ở đây như sau này. Là theo đề bài ta có hệ phương trình hai chấm này. Các bạn đọc thật kỹ nhá. Nếu xếp vào mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 3 tấn. Thừa lại 3 tấn thì mình trừ đi 3 thì mình sẽ đủ. Nghĩa là mình sẽ y trừ đi 3. Đấy, nhầm rồi. Chỗ này không phải là y lớn 5 mà y gì đấy? Y lớn hơn gì? Y lớn 3. Bằng này. Xếp đủ nghĩa là xếp 15 tấn hàng vào đủ xe, đủ toa là 15 gì? 15x. Hiểu cái chỗ này không em ơi? Em có hiểu xếp thừa với xếp đủ là thế nào không? Xếp thừa của chúng ta ấy, có nghĩa là các bạn phải bớt đi thì em thành xếp đủ. Còn xếp thiếu thì là phải cộng vào để xếp đủ. Ở đây là xếp thừa gì đây? 3 tấn. Thừa 3 này trừ 3 này thành là xếp đủ. Hiểu chỗ này không? 15x như này chính là xếp đủ. Có nghĩa là lấy 15 nhân với số toa là xếp đủ. Hiểu chỗ này không? Thế còn là nếu xếp vào mỗi toa 16 tấn thì còn chở thêm chính là xếp gì? Xếp thiếu, đúng không? Và xếp thiếu thì phải làm gì nhỉ? Phải cộng vào. Đấy. Chỗ này em sẽ được là y cộng với 5 bằng 16x. Vì thế chỗ này thì các em chỉ có điều kiện là y lớn hơn 3 thôi chứ không phải y lớn hơn 5. Giải thế nào? Các em chuyển vế đi. Chuyển vế sang phải. Em viết là 15x trừ đi y bằng âm 3. 16x trừ đi y là bằng 5. Lúc này các em sẽ thấy rằng là trừ y và y, trừ y giống nhau. Giống nhau thì các bạn làm gì? Trừ đi. Vậy tương đương 15x trừ đi y bằng âm 3. 15 trừ đi 16 thì bằng âm 1.
Vậy chúng ta được là trừ x, trừ y là trừ y cộng y là hết. Trừ 3, trừ đi 5, được là trừ gì? Trừ 8. Nhân 2 về với âm 1, em được là x sẽ bằng gì? Bằng 8. Thế lên trên, 18 x 5, 8 x 5 40, đến 0 nhiều 4, 8 x 1 là 8, thêm 4 là 12, vậy em được 120. Trừ đi y bằng âm 3, chuyển âm y sang phải, x bằng 8, y sẽ bằng. Đến 120 cộng 3, em được 123. Tất nhiên là TM thỏa mãn rồi. Các em kết luận là vậy. Vậy số toa của xe lửa, vậy số toa của xe lửa là 8 toa, 8 toa xe. Còn số tấn hàng, số tấn hàng xe lửa phải chở là 123 đơn vị của chúng ta là gì nhỉ? Tấn, đúng không? 123 đơn vị là tấn. Em hiểu bài này chưa? Chúng ta chuyển tiếp sang bài 56.
Chúng ta cùng nhau chuyển đề sang bài số 56 nhá. Hai đội chở xe cát để săn lấp một khu đất. Nếu hai đội cùng làm thì trong 12 ngày thì xong. Đọc câu đầu tiên một cái lên. Đây là bài toán gì? Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Đây là bài toán làm chung làm gì? Làm riêng, đúng không? Thì ở đây các em sẽ ra được ngay một cái phương trình đầu tiên, đó là 1 trên x cộng 1 trên y bằng 1 phần 10 gì? 12. Nhưng hai đội chỉ làm trong 8 ngày. Đây các em có hai hướng giải. Một là đi tính 8 ngày ở đấy là lấy 1 nhân 12. 8 nhân 1 phần 12. Hoặc là 8 nhân với mở ngoặc 1 trên x cộng 1 trên y. Hai cách. Sau đó đội thứ nhất làm tiếp một mình trong 7 ngày nữa. Nghĩa là các em lấy 7 trên gì? 7 trên x. Thì xong việc có nghĩa là bằng mấy nhỉ? 1. Hỏi mỗi đội làm một mình thì bao lâu xong công việc? Đó. Bài này sẽ có hai con đường. Một là giải bài toán bằng cách là đặt ấn phụ, hai là giải ra ngay được y được thế vào. Theo thầy thì chúng ta nên làm bằng cách số 2. Chúng ta tính bằng cách là 8 nhân với 1 trên 12. Các bạn sẽ rút ngay được y thế vào tìm x. Lời giải sẽ hay hơn. Ta viết thành như sau. Đầu tiên là gọi. Chúng ta hỏi mỗi đội làm một mình thì bao lâu. Cái từ bao lâu nghĩa đang hỏi về thời gian. Nên chúng ta gọi gì? Thời gian đội thứ nhất. Gọi thời gian đội thứ nhất làm một mình. Làm một mình xong công việc là gì đấy? X. Đơn vị của thời gian trong ngày là gì? Ngày nhá. Tiếp tục gọi thời gian đội thứ gì? Đội thứ hai làm một mình xong công việc là y. Đơn vị của chúng ta cũng là gì? Ngày nhá. Từ đây các em có điều kiện thời gian của chúng ta trong bài này là xy của chúng ta lớn không thôi. Bây giờ các bạn sẽ tính quy về cho thầy đơn vị, đó là trong một ngày, đúng không? Ta viết nào. Trong một ngày đội thứ nhất làm được. Em sẽ lấy số ngày là 1. Em chia số ngày mà đội thứ nhất là một mình xong công việc. Có nghĩa là 1 trên gì? 1 trên x. Đơn vị của chúng ta là gì nhỉ? Phần công việc. Thầy viết tắt là PCV đấy nhá. Tương tự như vậy, trong một ngày, đội thứ hai làm được 1 trên gì nhỉ? 1 trên y và đơn vị cũng là phần công việc. Sau đó các em đi tính là cả hai đội làm được. Ở đây các em thấy là người ta cho là nếu hai đội cùng làm thì 12 ngày thì xong. Nghĩa là các em được là 1/12. Đơn vị cũng là phần công việc. Ở đây chúng ta suy ra phương trình là 1 trên x cộng 1 trên y bằng gì? 1/12 nhá. Tiếp nào. Ở đây chúng ta thấy là nhưng hai đội chỉ làm trong 8 ngày. Chúng ta ghi là 8 ngày. Trong 8 ngày. Cả hai đội làm được. Thì các em thấy rằng là trong một ngày cả hai đội làm được là 1/12. Thì trong 8 ngày em sẽ lấy 8 chia gì đấy? 12. Và cái này các em được là bằng gì nhỉ?
chia cho mấy nhỉ? Chia cho 4 đúng không? Em được là 2 phần 3, đơn vị là phần công việc. Tiếp tục là trong 7 ngày. Trong 7 ngày, đội thứ nhất, đội thứ nhất làm được, em sẽ được là 7 trên gì đây? 7 trên x. Đơn vị là phần công việc. Đây chúng ta suy ra phương trình, đó là 2 phần 3 cộng với 7 phần x bằng 1. Bằng 1 ở đây nghĩa là tại sao bằng 1? 1 ở đây em hiểu là một công việc, hoặc là 100%, hoặc làm xong cả công việc. Từ cái chỗ nào người ta cho là làm xong công việc thì có nghĩa là sẽ là bằng 1. 1 ở đây mình hiểu là 100% công việc. Có những bài người ta cho là 25%. 25% là 1 phần, là 25 chia 100 là 1/4. Hoặc có những bài người ta cho là làm được 75%, nghĩa là 75 chia 100 là 3/4. Em hiểu cái số bằng 1 đấy không? Bằng 1 ở đây là 100%. Ta có hệ, ta có hệ 1/x cộng với 1/y bằng 1/12, 2/3 cộng với 7/x bằng 1 này tương đương. Có phải là từ phương trình số 2 các bạn sẽ tìm được x không? Em được 7/x bằng 1 trừ 2/3, em được là 1/3. 1/x cộng 1/y bằng 1/12 để nguyên. Ta nhanh chóng tìm được cho thầy là x bằng 7 nhân 3 là 2 gì? 21. Để lên trên, em được là 1/21 cộng với 1/y bằng 1/12. Tương đương x bằng 21, 1/y bằng, để mình tính bấm nào. 1/12 trừ đi 1/21, em được là 1/28. Mình đảo lên, y sẽ được là 28. Thỏa mãn. Em kết luận là vậy, thời gian, vậy thời gian đội thứ nhất là một mình, đội thứ nhất làm một mình, xong công việc là 21 ngày. Thời gian đội thứ hai là một mình, xong công việc là 28 ngày. Thì các em thấy rõ ràng là rất là hay đúng không? Nếu như mà anh làm riêng, một anh làm được 21 ngày, một anh làm được 28 ngày, đúng không? Mà làm chung cả hai thì lại chỉ hết gì? Có 12 ngày thôi. Các em thấy rất là hay ở điểm đó, đúng không? Nghĩa là nếu như các em đoàn kết thì sẽ làm được rất nhiều việc nhá. Còn làm đơn lẻ rất là vất vả đấy. Chúng ta cùng nhau chuyển thầy sang bài tiếp theo nào.
Chúng ta cùng nhau tiếp thêm bài số 57 nhá. Do không có nhiều thời gian, chúng ta cùng nhau đọc đề này. Hai xe lửa khởi hành đồng thời từ hai ga cách nhau 750 km và đi ngược chiều. Sau 10 giờ thì chúng gặp nhau. Nếu xe thứ nhất khởi hành trước 3 giờ 45 phút thì sau khi xe thứ hai đi được 8 giờ thì chúng lại gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe. Do thời gian không có, chúng ta cùng nhau làm luôn nhá. Đầu tiên các bạn đi gọi vận tốc. Gọi vận tốc của xe thứ nhất. Gọi vận tốc của xe lửa thứ nhất là x. Thì các em biết rằng là đơn vị của vận tốc là gì? Km trên giờ. Gọi vận tốc của xe lửa thứ hai thế là y. Đơn vị của ta cũng là km trên giờ. Và các em có điều kiện là x y lớn không nhá. Lúc này các bạn sẽ lập được cho thầy phương trình này. Ta có. Đầu tiên các bạn đổi cho thầy 3 giờ 45 phút sẽ bằng. Đổi đi. Lấy 45 chia cho 60 là 3/4. Thì các em lấy 3 cộng 3/4. 3 nhân 4 12. 12 cộng 3 là 15. Nghĩa là được 15 phần gì? 15/4 giờ. Đúng không? Đấy, cái này phải đổi thôi. Trường hợp đầu tiên này. Trường hợp đầu tiên là cái lần đi đầu tiên đấy. Đó là hai xe đi ngược chiều nhau. Và sau 10 giờ chúng gặp nhau. Gặp nhau có nghĩa là sự kiện gì xảy ra? Quãng đường người thứ nhất đi, xe thứ nhất đi và quãng đường xe thứ hai đi tổng lại nó được là 750 km, đúng không? Chúng ta nghĩ là như sau này, là vì hai xe gặp nhau, vì hai xe gặp nhau sau 10 giờ nên ta có phương trình đó là 10x cộng với 10y bằng 750. 10x là quãng đường xe thứ nhất đi, 10y chính là quãng đường xe thứ hai đi, 750 là quãng đường của hai ga cách nhau 750. Chúng ta chia cho gì đây? 10. Em có x cộng y bằng 75 nhá. Nào, tiếp tục này. Trong lần đi thứ hai thì xe thứ hai đi được 8 giờ đúng không? Ta ghi là như sau. Trong lần đi thứ hai
trong lần đi thứ hai thì các bạn đi tính cho thầy là người ta nói này, sau nếu xe thứ nhất khởi hành trước xe thứ hai thì có phải là 8 giờ đây chính là thời gian của xe thứ hai rồi. Và chúng ta tính tiếp cho thầy là thời gian xe thứ nhất đi là các bạn sẽ lấy 15/4 kem cộng với 8 bằng 8 × 4 = 32 và cộng với 15 32 cộng với 15 thì được bao nhiêu? 32 cộng với 15 em được là 47/4 giờ. Ta có phương trình đó là 47/4 x cộng với 15/4 y bằng gì đây? 750. Bây giờ các em sẽ đem gì đấy? Quy đồng. Rồi viết nhầm rồi, chỗ này phải là 8y. Tại vì sao? Sau 8 giờ mà. 8 giờ xe thứ hai là 8 giờ. Bây giờ chúng ta làm gì? Quy đồng. Các em được là 47x cộng này 4 x 8 là 32y bằng lấy 750 x 4 nào. 0 này 4 x 5 20 cái 0 nhớ 2. 4 x 7 28 thêm 2 là 30. Ta có hệ phương trình đó là x cộng y bằng 75. 47x cộng với 32y bằng 3000. Về nhà các bạn giải cho thầy nha. Đáp số là x bằng 40 và y bằng 35. Thỏa mãn. Ở đây chúng ta kết luận là vậy. Vận tốc xe lửa thứ nhất là 40. Đơn vị là gì đây? Km/h. Vận tốc của xe lửa thứ hai đi sẽ là 35 km/h. Trên đây đó là cái phần ôn tập chương 3. Các bạn tiếp tục ôn tập để kiểm tra chương này nhé. Chúng ta kết thúc cho thầy bài giảng ở đây nhé.